có trao đổi với báo chí một số thông tin xung quanh vụ việc một nhóm người nổ súng tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã tại huyện Chư Kwin, tỉnh Đắk Lắk. Trung tướng Tuấn Xô cho biết, bộ công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Chư Kwin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, mang rợ, mất nhân tính. Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ekatua, chủ tịch xã Etiu, bốn cán bộ công an ba người dân và làm bị thương một số người khác. Khi xông vào trụ sở ủy ban nhân dân xã, các nghi phạm đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá ủy ban xã. Trên đường di chuyển, các nghi phạm chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi mang rợ như đã thực hiện với cán bộ xã. Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, qua lấy lời khai ban đầu, các nghi phạm khai nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Hành vi của nhóm người này thể hiện sự giả mang, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo đảng, nhà nước, Trực tiếp Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chỉ đạo giải quyết vụ việc, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 6 liệt sĩ là những cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ nhóm nghi phạm tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã tại huyện Chư Khuyên, tỉnh Đắk Lắk. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho 4 cán bộ công an huyện Chư Quynh đã hy sinh, hỗ trợ chính sách đối với gia đình 4 cán bộ công an hy sinh và 2 cán bộ công an bị thương. Thượng tướng Lương Tâm Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến thăm phiến các nạn nhân, trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh và hỗ trợ gia đình.